Ốc Thanh Vân, khi biết tin chú Lê Bình mất, tôi phải trấn an Mai Phương vì em ấy bị bất ổn tinh thần. Ốc Thanh Vân và nhiều bạn bè nghệ sĩ đã có những chia sẻ về nghệ sĩ Lê Bình tại tang lễ chiều 1 tháng 5. Tang lễ nghệ sĩ Lê Bình diễn ra trong không khí đượm buồn tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 1 tháng 5. Nam nghệ sĩ rút hơi thở cuối cùng vào 7 giờ 19 phút sáng ngày 1 tháng 5 tại bệnh viện 175. Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, hưởng dư 67 tuổi, sự ra đi của cố nghệ sĩ đã để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và đông đảo khán giả. Ngay từ đầu chiều ngày 1 tháng 5, rất đông bạn bè nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ để thắp nén nhang tiễn biệt cố nghệ sĩ. Họ không giấu được những giọt nước mắt đau buồn khi ngồi ôn lại kỷ niệm về nghệ sĩ Lê Bình. Với gia đình và đồng nghiệp, nghệ sĩ Lê Bình là người dành nửa đời tận tâm với nghệ thuật, ngay cả trong giây phút cuối cùng hay khi đã xa rời cõi tạm, ông vẫn là người nghệ sĩ đáng trân trọng. Ốc Thanh Vân, tôi và Mai Phương đã không kịp về thăm chú lần cuối. Lúc Mai Phương ở trong bệnh viện, chú cũng ở trong bệnh viện nên tôi cũng xuống hỏi thăm chú. Khi chú khỏe hơn đi quay chương trình Kiếp Vui Vẻ, tôi cũng có cơ hội gặp và ôm chú. Lúc đó thấy chú cũng khỏe hơn nhiều, tôi nghĩ chú có hy vọng. Nhưng không ngờ thời gian sau, sức khỏe chú lại xuống nhanh như vậy. Tôi và Mai Phương vừa đi Bhutan về 1 giờ sáng nay nên không có cơ hội gặp chú lần cuối. Nói thật, khi lướt Facebook và nhìn thấy hình hay chia sẻ của mọi người về chú, tôi đã có dự cảm gì đó không ổn lắm và muốn đi về sẽ tới thăm chú liền. Nhưng không ngờ sáng ngủ dậy lại nhận được tin này. Từ sáng tới giờ tôi đã phải trấn an Mai Phương vì em ấy đang không ổn về tinh thần. Mọi người vẫn biết Mai Phương và chú Lê Bình phát hiện bệnh cùng thời điểm. Bản thân Phương hiện giờ cũng muốn cùng tôi thăm chú, nhưng sức khỏe của Phương đang không ổn. Ở Bhutan không khí loãng rất lạnh, nên về Việt Nam nhiệt độ thay đổi, Mai Phương bị sưng phù mặt. Cộng thêm tinh thần nên Phương không thể đến được. Bản thân tôi khi bước tới nhà tang lễ tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Những hình ảnh của chú tôi vẫn nghĩ chú vẫn còn. Tôi muốn làm điều gì đó tốt hơn cho những người yêu thương, nhưng sức mình đến đó thôi. Chú đã đi rồi đành phải chịu thôi, tôi chỉ mong những người mình biết. Mình làm được gì cho họ thì phải làm, cụ thể là Mai Phương. Khi đi Bhutan, tôi chỉ cầu mong có một phép màu nào đó. Bởi bất cứ ai khi cầm trên tay tờ bệnh án ung thư cũng như án tử, chỉ có phép màu nào đó mới có thể cứu họ. Bác sĩ vẫn làm hết mình, nhưng tôi chỉ mong ơn trên cho Mai Phương qua được kiếp nạn này. Thực ra tình trạng của Phương còn nặng hơn chú Lê Bình, nhưng vì chú đã tuổi cao nên có lẽ sức đề kháng không còn khỏe nữa. Tôi giống như con cháu của chú Lê Bình vậy. Khi còn ở sân khấu nhỏ, tôi đã có cơ hội đóng cùng chú một series hài kịch. Lúc đó tôi còn là sinh viên sân khấu điện ảnh, còn chú đã có tên tuổi. Chưa bao giờ chú có khoảng cách tuổi tác hay tuổi nghề, nên tôi rất thoải mái khi diễn cùng chú. Khi về sân khấu kịch Hồng Vân, tôi không còn được diễn trên sân khấu với chú nữa, nhưng hai chú cháu vẫn rất thân thiết. Với tất cả các bạn diễn viên cùng lứa với tôi đều gọi chú Lê Bình là bố. Khi còn ở sân khấu 5B, tôi biết chú đã chịu cú sốc lớn là con chú mất, nhưng chú rất lạc quan, không thể hiện cho mọi người biết mình vật vã tinh thần ra sao. Bây giờ chú hay khóc vì tôi nghĩ chú thật sự bất lực, không còn cách nào khác là chấp nhận điều nghiệt ngã đang đến mỗi ngày. Tôi nhớ những điều thân thuộc với chú và tiếc những cảm giác đó đã không còn nữa. Chú cả đời tận tụy với công việc, nghệ sĩ có cái này cái kia, chú lại không có gì, nên khi chú bệnh thật sự tôi rất thương chú. Tôi bị buồn và sợ những tin mình phải đọc hàng ngày. Nghệ sĩ ưu tú Hành Thúy, tôi chỉ tiếc hồi ký của chú chưa hoàn thành. Đợt đầu chú Lê Bình bị bệnh, tôi có vào thăm, nhưng đợt sau này tôi bị kẹt việc nên đã không thể vào viện thăm thường xuyên. Nói thật, thời gian gần đây, nhiều anh em nghệ sĩ bị bệnh nên tôi thấy sợ và không dám vào thăm chú. Chỉ dám gọi điện thoại nói chuyện và gửi quà vào cho chú. Nhưng ngày hôm nay tôi phải chạy lên với chú phụ giúp gia đình, chứ không có gì đáng kể. Tôi nghĩ đối với Hân, con gái chú Lê Bình đang chịu cú sốc rất lớn. Còn lớn hơn cả việc mất đi một người cha, vì có nhiều chuyện để nói, nhiều điều cần làm mà chưa được. Tôi nhìn thấy những ngày cuối của chú và những điều mọi người chia sẻ về việc Hân túc trực bên giường bệnh, tôi rất ngưỡng mộ. Có thể cuộc đời chú chung chuyên và thiệt thòi nhiều thứ, nhưng ngày cuối đời có được con gái như vậy là sự đền đáp. Tôi chỉ tiếc hồi ký của chú chưa hoàn thành, những kịch bản của chú chưa hoàn thành. Nếu chú còn đủ sức khỏe để viết thì tôi nghĩ rất tuyệt vời. Dù kịch bản của chú không mãnh liệt, không xung đột như những tác giả khác, nhưng rất dễ hiểu và nhân văn. Con gái nghệ sĩ Lê Bình khóc ngất nhìn cha lần cuối trong lễ khâm liệm. Trước lúc tiến hành lễ khâm liệm, con gái của cố nghệ sĩ Lê Bình không kìm được cảm xúc. Cô thất thần nhìn cha lần cuối.
Vì quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đấng sinh thành, con gái cố nghệ sĩ Lê Bình bật khóc nức nở. Nghệ sĩ Lê Bình qua đời ở tuổi 66 sau hơn một năm chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi. Ngay trong chiều cùng ngày, gia đình đã tiến hành làm lễ liệm và viếng cho cố nghệ sĩ Lê Bình. Trong nghi thức khâm liệm, những người thân của ông không giấu nổi xúc động khi phải rời xa người cha, chú kính yêu của mình. Con gái cố nghệ sĩ Lê Bình lặng người nhìn cha lần cuối. Vì quá đau đớn trước sự ra đi đột ngột của đấng sinh thành, chị bật khóc nức nở trong lễ tang. Suốt đêm 30 tháng 4, đại gia đình nghệ sĩ Lê Bình gồm các con ruột, con nuôi túc trực trong bệnh viện. Nghe tin ba ngừng thở, tâm trí tôi trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì. Giây phút cuối cùng, ba không chăn trối được gì với các con. Anh em tôi chỉ biết làm theo những tâm nguyện trước đó của ba. Ba đã lo liệu hết cho sự ra đi của mình, nên khi nhắm mắt xuôi tay, ba rất thanh thản. Con gái nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ trong nước mắt. Người thân liên tục an ủi động viên để con gái cố nghệ sĩ không quá xúc động. Dàn sau việc thất thần khóc nức nở trước linh cữu nghệ sĩ Lê Bình, đám tang diễn ra trong ngày lễ, nhưng các đồng nghiệp vẫn cố gắng qua tận nơi để kịp nhìn đàn anh của mình lần cuối. Mọi người đều bàng hoàng nghẹn ngào khi thấy người anh hiền lành chân chất của mình đã ra đi mãi mãi. Vào lúc 14 giờ chiều ngày 1 tháng 5 hôm nay, đám tang của nghệ sĩ Lê Bình đã chính thức diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thủ tục đã được con gái và người nhà nam diễn viên lo chu toàn trước giờ diễn ra lễ nhập quan. Chuyện buồn này xảy ra vào đúng thời gian nghỉ lễ, nhiều nghệ sĩ đang có chuyến đi nghỉ ngơi ở xa. Dẫu vậy, một số anh chị em đồng nghiệp đã vội vã đến nhà tang lễ từ rất sớm để kịp nhìn người anh hiền lành của mình lần cuối. Nụ cười hiền lành này đã khiến mọi người không khỏi xót xa khi nhìn thấy bàn thờ của Lê Bình. Ngô Thanh Vân đã nhanh chóng gửi hoa đến đám tang. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng bày tỏ sự thương xót với đàn anh. Là người cùng hoạt động với nghệ sĩ Lê Bình chung sân khấu kịch bấy lâu nay, nên Hạnh Thúy và Mỹ Uyên có mặt từ rất sớm. Ốc Thanh Vân không kìm được cảm xúc, cô vừa đưa Mai Phương đi cầu bình an về đến nơi, đã vội sang nhà tang lễ. Lê Bình đã kết thúc chuỗi ngày đau đớn nhưng các nghệ sĩ vẫn không giữ được bình tĩnh. Diễn viên Vân Anh, dòng người vẫn đang lần lượt thắp nén hương tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về vùng đất mới. Linh cữu sẽ được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa lúc 7 giờ sáng ngày 4 tháng 5. Khả Hân, con gái nghệ sĩ Lê Bình chia sẻ, tôi vẫn đợi ngoài phòng hồi sức nghe tin báo là ba mất, tôi không nghĩ được gì cứ trống rỗng. Giây phút cuối cùng, ba tôi không trăn trối được gì, anh em tôi chỉ biết làm theo những tâm nguyện trước đó của ba. Ba đã lo liệu hết cho sự ra đi của mình nên khi nhắm mắt xuôi tay, tôi biết ba tôi ra đi thanh thản. Nghệ sĩ Hạnh Thúy, một người em thân thiết của nghệ sĩ Lê Bình tâm sự, nói thật lòng tôi có vào thăm, chia sẻ và tới lui thăm viếng khi anh về nhà. Đợt hai anh phát bệnh tôi lại kẹt việc đi tỉnh. Thêm vào đó, trong giai đoạn vừa qua có rất nhiều anh em cô chú trong nghề phát bệnh và kiệt quệ. Tôi đi thăm và chứng kiến họ đối mặt với sự sống và cái chết, khiến tôi có tâm lý sợ, thành ra không đến thăm anh. Tôi có điện thoại nhưng anh không nghe máy, tôi nhắn tin và gửi quà cho anh. Ngày hôm nay khi nghe Thanh Mạnh, một bạn đạo diễn trẻ đã gắn bó với anh Lê Bình từ ngày bạn ấy mới vào nghề. Mạnh là người túc trực chăm sóc anh Lê Bình mấy ngày nay, bạn báo tin cho tôi vào thăm anh. Tôi nghĩ việc Khả Hân mất anh Lê Bình là một mất mát lớn hơn cả việc một đứa con mất một người cha. Hai cha con họ còn nhiều việc nói với nhau và nhiều điều cần làm với nhau. Tôi nhìn thấy những ngày cuối các câu chuyện được mọi người chia sẻ, tôi rất ngưỡng mộ Hân. Nếu là tôi, chưa chắc tôi đã làm được. Có thể trong cuộc đời anh Lê Bình chuyên chuyên và thiệt thòi về nhiều thứ, nhưng cuối đời lại có một đứa con gái thương yêu mình đến vậy, giống như một sự đền đáp. Đó là món quà cuối cùng ông trời cho anh Lê Bình. Tôi rất thích những chuyện của anh Lê Bình, tiếc là hồi ký và vài chuyện anh vẫn chưa hoàn thành. Biết đâu trong những ngày này, nếu anh còn đủ sức khỏe để viết, thì sẽ là những kịch bản rất tuyệt vời. Có thể các kịch bản này không mâu thuẫn khốc liệt như nhiều tác giả khác, nhưng nó lại dễ chịu và dễ cảm lắm. Tang lễ nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, Kim Xuân và Kiều Trinh khóc ròng trước linh cữu. Minh Béo, Ốc Thanh Vân, Mỹ Uyên buồn bã thắp nén nhang tiễn biệt nam diễn viên xấu số. Những hình ảnh trong lễ viếng của nghệ sĩ Lê Bình sẽ được báo liên tục cập nhật. Sáng 1 tháng 5, nghệ sĩ Lê Bình đã rút hơi thở cuối cùng sau hơn một năm bền bỉ, chống chọi với căn bệnh ung thư phổi. Sau khi thi thể được khâm liệm lúc 2 giờ chiều, lễ viếng của nghệ sĩ diễn ra vào 4 giờ chiều cùng ngày. Nghệ sĩ Lê Bình qua đời lúc 7 giờ 19 phút sáng ngày 1 tháng 5 sau một thời gian chống chọi bệnh ung thư phổi. Hay tin nghệ sĩ Lê Bình qua đời, đông đảo bạn bè và đồng nghiệp tỏ lòng xót xa vô hạn.
Đúng giờ diễn ra lễ viếng, nhiều nghệ sĩ có mặt tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng số 5 Phạm Ngũ Lão, Cò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh để thắp nén nhang tiễn biệt nam diễn viên gạo cội. Diễn viên Kiều Trinh và con gái Thanh Tú, Kiều Trinh khóc nghẹn trước linh cữu. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. MC Đại Nghĩa thắp nén nhang tạm biệt nghệ sĩ đàn cha đàn chú. Đại Nghĩa đến nhìn mặt nghệ sĩ Lê Bình lần cuối. Nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân không kìm được những dòng nước mắt tiếng thương đồng nghiệp xấu số. Trương Nam Thành xúc động tiễn biệt cố nghệ sĩ. Trương Nam Thành thành kính phương u. Anh có đôi dòng chia sẻ về nghệ sĩ Lê Bình. Nữ diễn viên Hiền Mai tới viếng, gương mặt cô đượm buồn, rơm rớm khóc. Nhìn nghệ sĩ Lê Bình vẫn đội chiếc mũ quen thuộc lúc nhập quan, nhiều người xúc động rơi nước mắt. Trịnh Kim Chi, Ốc Thanh Vân, Mỹ Uyên là những người đến sớm nhất tại lễ viếng nghệ sĩ Lê Bình đang diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. Thân quyến của nghệ sĩ Lê Bình đã tổ chức tang lễ giản dị gọn gàng cho ông vào 2 giờ chiều nay. 7 tiếng đồng hồ sau khi ông trút hơi thở cuối cùng, những hình ảnh đầu tiên về lễ tang được ghi lại cho thấy nghệ sĩ Lê Bình vẫn đội chiếc mũ nồi màu nâu vàng quen thuộc khi nhập quan. Ốc Thanh Vân, Mỹ Uyên đến khá sớm. Dù chưa đến giờ viếng, cả hai chứng kiến cảnh nhập quan cho cố nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh với những dòng nước mắt nghẹn ngào. Mỹ Uyên đến từ khá sớm, cô mang theo đồ ăn thức uống để dâng cúng lên người đồng nghiệp đàn anh thân thiết. Tang lễ diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng nên có sự chỉnh chu riêng tư, gia đình mời nhà sư tới làm lễ cho cố nghệ sĩ Lê Bình. Mỹ Uyên không ngừng rơi nước mắt khi thắp nhang tiễn biệt đàn anh. Lễ nhập quan diễn ra lúc 2 giờ chiều nay. Hình ảnh nghệ sĩ Lê Bình vẫn đội chiếc mũ nồi quen thuộc nằm yên nghỉ khiến nhiều người xúc động nghẹn ngào. Mỹ Uyên chứng kiến lễ nhập quan nhìn mặt nghệ sĩ Lê Bình lần cuối. Con gái nuôi của nghệ sĩ Lê Bình và gia quyến. Nghệ sĩ Ốc Thanh Vân vừa trở về từ Bhutan trong chuyến du lịch với diễn viên Mai Phương đã vội vã đến tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình. Nữ diễn viên nghẹn ngào hồi lâu trước linh cữu nghệ sĩ Lê Bình. Không gian xung quanh phòng tang được trang trí bởi những bức chân dung cố nghệ sĩ Lê Bình lúc sinh thời để bạn bè, người thân, đồng nghiệp được nhớ về ông với khoảnh khắc rực rỡ nhất. Không gian bên ngoài cũng đặt nhiều bức ảnh chân dung của ông trong các bộ phim đời đời. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đến từ đầu giờ chiều để cùng gia đình lo hậu sự.